Namaste. Lê Vy xin chào tất cả các anh chị em có mặt trong lớp Niuma buổi chiều ngày hôm nay ạ. Em xin chào cả nhà nha. Rồi gửi niềm lành đến tất cả các anh chị em có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Cho em hỏi là âm thanh của bên em, các anh chị nghe có rõ không? Cho em xin cái tín hiệu âm thanh rõ của bên em nha. Dạ em cảm ơn ạ. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều ạ. Rồi. Em mời cả nhà mình ngồi vào cái tư thế thoải mái nhất đi ạ. Nhoài người về phía trước, hai tay đặt lên sau, kéo cái phần mông lớn của mình lên ạ. Rồi, ngồi ấn xuống, ngồi ấn hai xương mông của mình, tránh trường hợp mình ngồi lên cái thịt mông của mình, làm cho cái mông của mình nó không có, nó biến dạng, nó không đẹp và nó ảnh hưởng tới cuộc sống của mình nữa. Hai tay mình thụ ấn chin ra, đặt lên gối. Nhẹ nhàng khép mi mắt của mình lại giúp em ạ. Mình thả lỏng cơ thể của mình từ gót chân lên đến đỉnh đầu. Từ đỉnh đầu xuống gót chân. Thư giãn toàn bộ tâm trí. Hãy tạm gác những suy nghĩ vẩn vơ sang một bên. Hãy tạm gác những công việc thường nhật hằng ngày sang một bên. Quay ý thức của mình về với ngôi nhà nội tâm. Hít vào, tôi biết tôi đang hít vào. Thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Thở vào, thư giãn toàn bộ khuôn mặt của mình. Thở ra, môi mỉm cười. Hít vào, môi mỉm cười, tăng cường hóc môn hạnh phúc của mình lên ạ. Thở ra, cảm nhận khuôn mặt của mình thật là xinh đẹp, thật là trẻ hóa. Thở vào, thở ra, thở vào, thở ra. Tiếp tục chúng ta thở vào, thở ra. Và bây giờ mình cảm nhận hơi thở và tâm trí của mình bắt đầu hòa quyện lại với nhau và dần lắng xuống. Nhẹ nhàng chúng ta hai tay chắp trước ngực. Hai cọ chỏ tay của mình nét sát vào hông ở tư thế thoải mái cho bờ vai của mình. Giúp em thư giãn toàn bộ khuôn mặt và đặt ý của mình vào bên trong. Chúng ta cùng đến nhau mantra bắt đầu từ âm san ạ. Thở vào, hít vào một hơi thật sâu. Bắt đầu. Sang 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 sang. Nhẹ nhàng di chuyển ý thức của mình về đốt xương cụt và mình phát âm yam ạ. Hít sâu. Yam 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 yam. Giọng của mình to rõ và mạnh. Hít sâu. Yam 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 yam. Hít sâu. Yam 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 yam. Nhẹ nhàng đưa ý thức của mình về quanh rốn mình phát âm ram ạ. Hít sâu. Ram 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 ram. Hít sâu. Ram 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 ram. Hít sâu. Ram ram
mình dọc cột sống lưng mình phát âm lam ạ. Hít sâu. Lam 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 lam. Hít sâu. Lam 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 lam. Hít sâu. Lam 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 lam. Di chuyển ý thức của mình về cổ họng mình phát âm sum ạ. Hít sâu. Sum 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 sum. Hít sâu. Sum 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 sum. Hít sâu. Sum 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 sum. Di chuyển ý thức của mình về lung xa đỉnh đầu mình phát âm hậm, hít một hơi thật sâu và kéo ngân dài một hơi. Hít sâu. Hôm. Cầm hơi hướng về ngực, thở đều, thở vào, thở ra nhịp nhàng, thở vào, thở ra. Hai tay thủ ấn Chimura đặt lên gối. Hít sâu, thở, hít sâu, thở, hít sâu, thở. Tiếp tục hai tay của mình đặt lên trên gối úp lại, xoay tròn cái cột sống của mình. Các anh chị có thể mở mắt hoặc nhắm mắt, xoay tròn cột sống của mình. Mình chuyển qua khởi động cơ thể trước khi mình bắt đầu vào cái buổi tập. Rút cơ bụng mình lại, xoay thoải mái. Vừa xoay mình vừa kết hợp với siết cơ bụng, rút cái phần vốn lại. Xoay nhiệt tình lên. Rồi lên thẳng, hít. Thở ép vai phải, chạm đôi trái lên mặt và ra sau thở. Hít nâng đầu lên. Thở chúng ta nổi lên. Nâng lên, hít. Thở đổi. Lên, hít. Thở nổi. Lên, hít. Thở. Lên, hít. Thở mạnh nổi. Lên, hít. Vươn cẳng lên. Thở rút bụng, trán, mũi chạm sàn, gập về phía trước. Thở. Hít nâng đầu lên. Thẳng lưng, vươn cẳng, hưởng hết ngực, vai. Thở rút rốn, gập phần hông của mình, từ từ hạ thân người xuống, trán, mũi chạm sàn. Nâng lên, hít, vươn cằm. Thở rút bụng, gập từ từ thân người của mình xuống, có thể mở căng chỏ sang hai bên. Lên, hít. Thở gập. Lên, hít. Hai tay đặt lên bờ vai của mình, xoay vai, hít, nâng chỏ lên hướng trần nhà. Thở hạ chậm rãi. Hít nâng lên. Thở hạ. Hít nâng. Thở hạ. Hít nâng lên. Thở hạ. Ngược lại. Hít. Thở. Hít. Thở. Hít. Thở, hai tay của mình ngang ngực. Rồi mình siết cái cơ bụng của mình vặn sang hai bên liên tục ha, tiếp tục cuộc sống của mình vẫn thẳng ạ. Thở, 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 thở. Vặn liên tục và càng lúc càng nhanh và mạnh nha. Rút cái phần rốn lại cho nó massage vào các cơ quan nội tạng ạ.
giúp mình đào thải được độc tố rất là tốt. Nếu anh chị nào mà có vấn đề về cuộc sống lệch, nó vặn cái này á, nó kéo giãn, nó thông ra, nó cũng thoải mái được phần lưng của mình thôi. Mạnh nữa đi ạ. Tăng tốc lên. Vặn qua bên trái, giờ tay phải đặt lên gối trái, tay trái ra sau hông, nâng ngực lên, hít vươn gằm, thở vặn ra sau, giữ lại ở đây, hít thở đều, hít thở, hít thở, đổi bên, giữ lại, hít thở đều. Rồi chúng ta co gối phải, duỗi chân trái về phía trước ạ. Lòng bàn chân phải của mình ép sát vào vế đùi chân trái, hai tay của mình đặt lên gối, giữ thẳng lưng, hít vào, thở rút cái phần rốn của mình gặp cái phần hông về tới trước. Rồi nhồi cái lưng nhún xuống liên tục, thở nhẹ nhàng, dựng cái mũi chân của mình lên ạ, nhồi lưng xuống, hít thở đều ở đây, nhồi liên tục, có thể rút lại cái phần rốn của mình, nhồi để massage sâu vào bên trong ạ, massage cái nhu động ruột sâu vào bên trong của mình, giữ mức sâu nhất của mình, giữ lại ạ. Nhắm mắt lại, đưa ý thức về luân xa gốc nơi dị ăn, thở vào, thở ra, thở vào, thở ra, thở vào, thở ra, thở vào, nín thở, gặp sâu nữa, sâu nữa, sâu nữa, nên hít thở, hít thở, hít, nâng hai tay qua đầu, thở rút bụng gặp dài người tới trước, hít nâng tay đầu lên, thở rút bụng gặp phần hông xuống, hít nâng tay đầu lên, thở rút bụng gặp hông về tới trước, hít nâng, thở gặp, hít nâng, thở gặp, giữ lại ở đây giúp em ạ, giữ lại ha, giữ lại mức sâu nhất của mình. Thở, nhắm mắt lại, đưa ý thức của mình về luân xa gốc, thở vào, căng bụng, thở ra, siết nhị âm của mình vào trong, thở, hít hai, căng bụng, thở, siết nhị âm, xẹp bụng lại, hít ba, căng tròn bụng lên, thở, xẹp rốn, siết nhị âm, hít bốn, căng tròn bụng, thở xiết nhị âm của mình gặp sâu hơn một chút xíu nữa, hít vào căng bụng, nín thở gặp sâu hơn nữa, sâu hơn nữa, sâu hơn nữa, xiết nhị âm lại, xiết lại, hồi thở ra, lên hít, thở hạ hai tay xuống, giữ lại ở đây và điều hòa hơi thở của mình, thở vào, thở ra, thở vào, thở ra. Mời cả nhà đổi bên ạ. Hai tay mình đặt lên gối, giữ thẳng lưng giúp em ạ. Nâng cái xương ức, mở vai, hóp cái phần rốn của mình rút vào trong, đưa cái phần hông mình gặp về tới trước. Rồi nhúng nha, nhồi bụng xuống nè, thở, 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 hít thở nhịp nhàng và nhồi sâu xuống. Cái rốn của mình á, rút vào trong, rồi mình nhồi, càng lúc mình càng xuống sâu, mình muốn xuống sâu thì mình càng thở ra, cái hơi thở của mình kéo dài ra, là tự động nó mềm dẻo, nó xuống sâu. Đúng rồi, em thấy một số chị nhồi rất là tốt mà. Như vậy là mình massage được các cái cơ quan nội tạng bên trong mà, giúp làm khỏe, kích hoạt các cơ quan nội tạng của mình lên, giữ cái mức sâu nhất của mình, giữ lại, nhắm mắt lại, đưa ý thức của mình về luân xa gốc, thở vào, căng bụng,
thở ra xẹp bụng, thở vào căng, thở ra siết nhị âm xẹp, thở vào, thở ra, thở vào, thở ra, thở vào, nín thở, gặp sâu hơn nữa, đưa thân người của mình xuống sâu ạ, xuống nữa nè, siết lại, siết nhị âm lại, gặp xuống nữa, hồi lên, hít vào, điều hòa hơi thở lại, thở vào, thở ra, thở vào, thở ra. Rồi, đưa hai tay của mình lên thẳng qua đầu, nâng ngực của mình lên nè, hít, thở, đưa phần hông của mình gặp về trước, thở, hít, hai, nâng tay đầu lên, thở, rút bụng gặp, hít, ba, nâng tay đầu lên, nâng ngực lên, thở, gặp xuống, hít, bốn, thở gặp, hít, năm, thở gặp, giữ lại mức sâu nhất của mình, nhắm mắt lại, thở vào, thở ra, thở vào căng bụng, thở ra xẹp bụng, thở vào căng bụng, thở ra xẹp bụng, hít vào bốn, tiếp tục đi chị Kim Dung, phòng số bốn mà, thở vào, nín hơi lại, nén hơi nín thở lại, rồi gặp sâu xuống nữa, xuống nữa, xuống một chút nữa, một chút nữa ạ, thêm một chút xíu nữa ạ, rồi thở ra, lên hai tay nâng đầu tay lên, hít, vươn hết cuộc sống của mình lên thẳng đặt, thở tay dang ngang, thở, điều hòa hơi thở của mình lại, co hai gối của mình lại, lòng bàn chân của mình ép lại với nhau, hai tay mình nắm vào ngón cái, hít, vươn cằm, thở, rút bụng lại, gạch trán mũi chạm sàn, hít, vươn cằm, thở, rút bụng, tác ý vào hai gối, đè hai gối của mình xuống cho nó căng cái phần khớp háng của mình ra, lên, hít, thở, rút bụng lại, tiếp tục ha, cứ lên, hít, mình gặp xuống, mình thở, đưa ý của mình vào hai gối, đè hai gối xuống để căng cái phần khớp háng, khi cái phần khớp háng của mình được mở, giãn, mở để hỗ trợ cho cái việc mình ngồi thiền nó được tốt hơn ạ, nó dễ dàng hơn, nó đỡ đau cái phần gối, phần chân của mình ạ. Mỗi ngày một chút thôi, mình sẽ giãn mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút xíu, cố gắng giữ mức sâu nhất của mình lại giúp em ạ. Thở vào, đưa ý thức vào lưng xa gốc, căng bụng, thở ra xẹp bụng, rút nhị âm, hít hai, căng bụng, thở ra xẹp bụng, siết nhị âm, thở vào căng bụng, thở ra siết nhị âm, siết bụng, hít bốn, căng bụng, thở ra xẹp bụng, siết nhị âm, kéo dài hơi thở của mình ra, hít năm, căng bụng, nén hơi lại, nín thở, gặp sâu xuống nữa đi ạ, gặp sâu xuống nữa đi ạ, nín thở, dài lưng tới một chút xíu nữa, rồi từ từ mình thở ra, thở đều, từ từ nâng thân người của mình lên, hai tay thủ ấn Chimura, xếp gối của mình lại, thở vào, thở ra nhịp nhàng ở đây ạ, hít thở đều, nhắm mắt lại, thư giãn cơ thể của mình. Thở vào, căng tròn cơ bụng lên tối đa.
Thở ra, hóp sâu, bụng lại. Thở vào, lấy thật nhiều oxy vào. Thở ra, rút nhị âm, rút rúm của mình, kéo dài hơi thở của mình ra. Thở vào, môi mỉm cười. Thở ra, đặt ý nơi nhị âm, nơi phần rốn, siết lại, kéo dài hơi thở. Thở vào, mình đếm 4. Thở ra, mình đếm 8. Có nghĩa là hơi thở vào ngắn, hơi thở ra dài gấp đôi. Tùy thuộc vào sức khỏe của mỗi người, nếu trong phòng của chúng ta có cô chú mà lớn tuổi thì chỉ cần đếm vào 2, ra 4. Còn những anh chị em còn lại khỏe hơn thì có thể mình tăng lên 4 và 8. Thở vào, thở ra, thở vào căng, thở ra xẹp, thở vào căng, thở ra xẹp. Rồi, mình duỗi hai chân của mình về tới trước nè, dựng mũi chân lên, dựng mũi chân của mình lên nè. Hít vào, nâng hai tay lên, rút phần bụng của mình, gặp cái phần hông về trước, thở ra. Hít, nâng tay đầu lên trước, rút bụng gặp hông, thở hai. Hít, ba, thở gặp. Hít, bốn, thở gặp. Hít, năm, thở gặp. Giữ lại ở đây, giữ mức sâu nhất. Ai mềm dẻo có thể đan hai tay lại ôm vào lòng bàn chân của mình. Ai không mềm dẻo có thể đặt lên gối hoặc đặt cạnh vào cổ chân, tùy theo sức mỗi người ạ. Rồi giữ mức sâu nhất của mình, đầu không cúi không ngẩng. Thở vào, thở ra. Thở vào, mình đặt ý vào đốt xương cột căng bụng. Thở ra, xẹp rốn, đặt ý ngay rốt xương cột của mình. Thở vào, xẹp bụng. Hít vào 4. Thở ra. Hít vào 5. Nén hơi lại, nín thở, gặp sâu hơn một tí xíu nữa. Nín thở nha. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ nâng thân người của mình lên nè. Từ từ nâng thân người của mình lên. Thở vào, thở ra. Co hai gối của mình lại. Hai gối của mình co lại. Hai tay của mình đặt ra sau. Đưa ý thức của mình về phần rốn. Hít, nâng hai gót chân của mình lên. Duỗi mũi chân, nâng ngực của mình lên. Rồi nhấc cái tay của mình lên ha. Giữ lại, nhấc em ở đây. Giữ lại ở đây. Siết cái cơ bụng lại. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thở hạ hai chân xuống. Co gối của mình lại. Về tư thế cái bàn úp ạ. Xòe hai tay của mình ra. Vai ở nơi nào, cổ tay của mình ở nơi đó. Hông ở nơi nào là cái gối của mình ở nơi đó. Hít vào, vươn cằm tới trước. Thở ra, cuộn đốt xương cột mông của mình. Cúi đầu xuống, gù lưng lại, đẩy hết phần lưng gù của mình lên hướng trần nhà và cơ bụng của mình siết chặt lại. Tiếp tục hít, vươn cằm. Thở, cuộn thắt lưng của mình lại. Hít, vươn. Thở, cúi. Rút lại. Hít, vươn cằm. Thở, cúi. Giúp linh hoạt và làm mềm dẻo cái phần cột sống của mình ạ. Hít và thở, mình đi nhịp nhàng như vậy ha. Hít, thở, nhắm mắt lại cho sâu ạ. Hít, thở, hít,
thở, hít, kéo dài hơi thở của mình ra, thở, rút bụng lại, gù đẩy lên, hết lên trên, hít, thở đánh mặt ra sau gót chân trái, hít đưa về giữa trung tâm, thở vặn mình qua phải, đổi bên, hít qua trái, thở đổi bên, rồi đi theo hơi thở của mình, xoay qua chậm rãi, vừa xoay vừa tập trung và siết cơ bụng, căng các ngón tay của mình ra, lực ở ngón cái, lực ở ngón tay cái rồi rút bụng mạnh mẽ, nâng cái phần cột sống của mình lên, đừng hạ thấp cột sống của mình xuống quá. Rồi giữ lại giúp em, hít duỗi chân trái ra sau, nâng tay phải lên, rút cơ bụng lại, rút cơ bụng lại, duỗi chân, tập trung vào một điểm, 5 4 3 2 1, thở hạ, mình đổi bên, hít nâng chân phải lên, siết cơ bụng, tiếp tục nâng tay trái lên, giữ lại, tập trung vào một điểm, 5 4 3 2 1, thở hạ gối, bước chân trái của mình về giữa hai tay, hít, nâng thân người của mình lên thẳng, hít nâng tay phải lên, thở co chỏ tay phải của mình vặn qua bên gối trái, siết cơ bụng của mình lại, không tì ngực tay vào đùi bên trái, hít nâng tay trái lên, thở nhẹ nhàng, hai tay chạm nhau chắc lại và vặn mình ra sau, rút cơ bụng lại, vặn mạnh thêm ra sau một chút xíu nữa, giữ lại ở đây 5 hơi thở, thở vào, thở ra là tính 1, thở vào 2, thở ra, thở vào 3, thở ra, siết cơ bụng lại nha, thở vào 4, thở ra, thở vào 5, nín thở căng tròn bụng lên, vặn ra sau một tí xíu nữa, mạnh thêm một tí xíu nữa, cố gắng hơn nữa một tí xíu nữa đi ạ. Rồi thở ra, chúng ta về lại tư thế, thu chân trái của mình lại và nâng cái chân phải bước lên, bước cái chân phải của mình lên, mình đổi bên, hít nâng tay trái của mình lên cao, thở co chỏ tay trái vặn qua bên phải, siết cơ bụng của mình lại, hít nâng tay phải lên, thở hai tay chắp chạm nhau, vặn thêm ra sau một chút xíu nữa ở đây. Rồi thở ra đi, thở hết ra đi ạ. Siết cái phần rốn của mình vào trong, siết hết, lóc cái phần rốn của mình lại cho nó nhỏ mức có thể của mình, rồi giữ đây, mình giữ 5 thôi nha. Thở vào nhẹ thôi, thở ra siết sâu, mình tính 1, thở vào 2, siết sâu, thở ra, thở vào 3, thở ra, thở vào 4, thở ra, thở vào 5, nén hơi, nín thở, vặn ra sau một chút xíu nữa, căng hai chỏ, rút cơ bụng, không tì ngực tay vào đùi, siết thêm một chút xíu nữa nè, một chút xíu nữa ạ, cố gắng thêm một chút xíu nữa, thôi, thở ra, thở ra, vặn mình trở về, mời cả nhà của mình nằm xuống, ôm gối lại, lăn lưng, lăn lưng ạ, lăn kỹ cái phần này ha, có hai cái gối lại, lăn tròn lưng. Rồi, mời cả nhà mình nằm xuống, duỗi hai chân, hai tay của mình xuôi xuống theo thân người của mình, cằm hướng về ngực, dán toàn bộ cái phần lưng của mình xuống ở dưới sàn nhà, sao cho không có hỏng cái lưng của mình lên khỏi sàn một cái cm nào hết nha. Rồi, hít vào, nâng chân trái của mình lên, vuông gót,
duỗi mũi chân thở hạ. Mình đổi bên, hít nâng chân phải, duỗi mũi chân lên hướng trần nhà, thở hạ. Đè cái phần cột sống của mình đổi bên, hít 3, thở hạ, hít 4, thở hạ, hít 5, thở hạ, hít 6, thở hạ, hít 7, thở hạ, hít 8, thở hạ, hít 9, thở hạ, hít 10, thở hạ. Chúng ta đi tiếp tục. Nếu cơ bụng ai khỏe, nâng hai chân lên. Ai cơ bụng còn yếu hoặc là có vấn đề về cuộc sống, chúng ta tiếp tục nâng hạ một chân ha. Bắt đầu hai chân, hít, nâng hai chân lên, rút bụng, thở hạ. Hít 2, đè cột sống xuống ạ. Thở chậm rãi thôi, đi theo hơi thở của mình. Hít 3, thở hạ. Hít 4, thở hạ. Hít 5, thở hạ. Hít 6, thở hạ. Hít 7, thở hạ. Hít 8, thở hạ. Hít 9, cố lên, thở hạ. Hít 10, thở hạ. Chậm, 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 chậm. Thôi ngã mũi chân ra ngoài, ngửa lòng bàn tay lên. Điều hòa hơi thở của mình lại. Thả hơi trọng lượng cơ thể của mình xuống dưới sàn nhà. Thở vào, căng bụng. Thở ra, xẹp bụng. Thở vào, căng bụng. Thở ra, xẹp bụng. Thở vào, căng bụng. Hít nâng chân trái lên. Co gối lại, ép qua bên phải. Tay dang ngang, đánh mặt ngược dì chân. Hít thở đều ở đây. Hít nâng chân trái của mình lên. Thở hạ. Đổi bên, hít chân phải, co gối phải, ép qua bên trái, đánh mặt ngược chiều chân. Thở vào, thở ra nhẹ nhàng ở đây. Thở vào, thở ra, thở vào, thở ra. Hít nâng chân phải lên, thở hạ xuống. Co gối trái, nghiêng người sang phải. Chống hai tay của mình xuống dưới sàn, nâng đỡ thân người của mình lên. Mời cả nhà của mình ngồi dậy về tư thế thoải mái nhất. Hai tay thủ ấn Chimura đặt lên gối. Điều hòa hơi thở của mình lại, trở về chậm, sâu và đều. Chúng ta chuẩn bị qua phần thở thanh tẩy Kalabati, giống như là buổi sáng mình thở lửa. Cái bài thở lửa của mình thở vào thở ra ba hơi trước khi chúng ta bước vào bài thở Kalabati, thở thanh tẩy. Ở hơi thở này chúng ta tập trung vào cái hơi thở ra. Em làm mẫu lại một chút xíu để cho cả nhà mình tập cho tốt ở cái bài này ha. Mình khi mình hít vào mỏng thôi, khi mình thở ra mình tắt ý là mình là sao cho mình nghe cái hơi thở của mình nó qua ra hai bên cánh mũi á. Hít nè, thở là cái bụng của mình á, ngay cái rốn của mình á, mình dọc sâu vô ha, mình rút cái rốn của mình để cho nó tác động và nhu động ruột của mình mạnh mẽ hơn. Tại vì cái khí mà mình tồn động á, nó nằm sâu ở trong cái ổ bụng của mình á, ở dưới phần đáy sâu á, nó không có lấy ra được hết. Thì khi mình dọc như thế này á, mình tống đẩy nó mạnh như vậy thì nó mình hỗ trợ mình giúp nó đẩy ra bên ngoài được mạnh hơn ha. Rồi mời cả nhà của mình hít sâu. Thở. Hít sâu. Thở. Hít sâu. Nén hơi nín thở. Bắt đầu. Thở. 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 Dọc bụng ra. Thở. 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 Thở.
thở, 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 thở dài ra, hít vào, nín hơi lại, nín thở. Hãy quan sát cái việc nín thở của mình ạ. Mình cảm nhận cái sự thoải mái trong cái việc nín thở này. Nếu cảm thấy không thoải mái, cái hơi mình ngắn thì mình có thể điều hòa thở lại, không sao cả nha. Rồi, thở ra. Điều hòa chậm rãi lại. Thở vào. Thở ra. Thở vào. Thở ra. Thở vào. Thở ra. Mình làm một lần nữa với hai tay đang hai tay thẳng qua đầu. Đúng rồi, mở hai tay giống như cái bài buổi sáng của mình thở lưỡi nha. À, khi lên mình hít mà xuống, mình kéo dọc xuống cái chỗ mình sát phải không? Bắt đầu. Thở, thở, thở mạnh mẽ lên, thở, 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 ai mệt, ngừng nha, ngừng chút xíu rồi mình làm lại, thở, 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 nghe tiếng thở ra cục bằng mũi của mình đi ạ, thở, thở, tốt lắm mà, thở, 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 thở dài ra, hít vào. Hai tay thủ ấn Chimura đặt lên gối, nín thở, quan sát cái việc nín thở của mình ạ. Môi mỉm cười, đặt cái ý của mình lên môi và quan sát cái việc nín thở của mình ạ. Rồi thở ra, điều hòa hơi thở của mình trở về chậm, sâu và đều. Thở vào, thở ra nhịp nhàng, thở vào. Thở ra, thở vào, thở ra. Rồi chúng ta co hai gối lại chút xíu cho thoải mái nè. Lấy tay trái nắm vào cổ chân phải, chúng ta kéo qua bên bên trái. Rồi co cái chân trái của mình bắt chéo qua chân phải. Nhoài người về phía trước, đặt hai tay sau mông, kéo cái phần mông lớn của mình lên, ấn hai xương mông của mình xuống dưới sàn nhà. Rồi mình tìm cái tư thế ngồi vững chãi của mình nè. Hít, nâng tay phải lên. Thở, co tay phải lại, gài qua bên gối trái. Ha, gài qua, hít, nâng tay trái của mình lên. Thở, đặt cái tay ra sau mông của mình. Giữ lại ở đây cho em thôi. Giữ lại ở đây đã. Hít, rướn cái phần cột sống của mình lên. Nâng cái xương ức, cái ngực của mình, nâng lên đã. Rồi, thở ra, đặt ý qua bờ vai bên trái của mình, thở, đặt ra sau, vặn hết ra sau, mắt nhìn ra sau, ai nhắm mắt thì nhắm mắt, ai mở thì mở, căng hết con ngươi ra, nhìn về một điểm cố định, rút cái phần rốn lại, từ từ hít, nâng cái ngực của mình, đẩy cái phần cột sống của mình về phía trước một chút xíu ạ. Rồi, thở vào, căng bụng, thở ra xẹp, rút rốn, thở vào, căng bụng. Thở ra xẹp bụng rút rốn. Thở vào căng bụng. Nín thở vặn ra sau một chút xíu nữa. Ra sau một chút xíu nữa. Ra sau một chút xíu nữa. Rồi thở đánh mặt về phía trước. Lên hít tay phải nâng lên. Thở vặn qua bên phải mình trả lưng về. Thở vào. Thở ra. Thở vào. Thở ra. Nhà mình đổi bên ạ. Nhà mình đổi bên. Co gối chân phải lại, bắt chéo qua bên trái. Lấy cái tay phải nắm cái gối, cái cổ chân trái của mình, đi ra sau. Hít, nâng tay trái của mình lên. Thở, co tay trái của mình, gài qua bên gối phải. Hít, nâng tay phải lên. Thở, xoay bờ vai phải của mình ra sau và đặt bàn tay sát vào mông. Ai không sát cũng chẳng sao ha, cắt một chút xíu cũng được. Chủ yếu nâng cái ngực của mình lên, cái xương ức của mình mở, cái vai mình mở, sao cho cái cột sống của mình nó thẳng. Rồi giữ lại đây ha. Hít vào một hơi nữa, rướn ngực lên một chút xíu nữa. Rồi đặt cái ý ngay bờ vai. Thở vặn mở cái phần vai ra sau, mắt nhìn theo bờ vai. Rồi nhìn vào một điểm cố định, mở căng con ngươi ở đây. Ai nhắm mắt thì nhìn về bằng
đặt cái ý của mình ngay trán á, mở ra nhìn vào một điểm thôi. Rồi thở vào căng bụng lên, ưỡn ngực, thở ra xè bụng rút rốn lại. Thở vào căng bụng, thở ra xè bụng. Thở vào căng bụng, nén hơi lại nín thở. Và ra sau một chút nữa, ra sau một chút nữa, ra sau một chút nữa. Rồi thở ra, hít tay trái nâng lên, thở vặn qua bên phải trả lưng. Thở vào, thở ra, thở vào, thở ra. Co hai chân của mình lại. Rồi mình về tư thế chó mặt dũ mình, mông vô cao hoặc là chỉ ve ngược. Ép cái phần vai của mình lún xuống. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giữ lại mức sâu nhất của mình, thả rơi đầu cổ. Rút cái phần rốn của mình lại, nhón gót nhọn cái phần mông của mình lên hướng trần nhà. Hít 1, thở. Hít 2, ép sau xuống một lần nữa. Hít 3, nhọn mông lên, ấn gót thở. Hít 4, nhón gót, thở, ấn gót. Hít 5, nhón gót nhọn mông, thở, ấn gót. Hít 6, nhón gót nhọn mông lên, thở. Hít 7, thở. Hít 8, thở. Hít 9, thở. Hít 10, giữ lại, nhón gót nhọn mông, thở hạ ống gót. Hít bước chân trái về giữa hai tay bước. Rồi xoay cái bàn chân phải của mình ở phía sau, sao cho gót trái và gót phải của mình trên một đường thẳng. Hít nâng cái tay phải của mình, nâng thân người của mình lên. Rồi tống đùi bên trái xuống, gối vuông góc. Ngay cái phần hông của mình kéo về trước, rút rốn, rướn cái cột sống của mình lên. Hít hai tay của mình dang ngang ra, hai tay dang ngang. Rút cái cơ bụng của mình lại căng ra, mắt nhìn về bên mũi tay trái. Căng con ngươi của mình ra, nhìn tập trung nhìn về một điểm cố định. Ưỡn ngực lên, rút rốn lại. 5, 4, 3, 2, 1. Thở hạ tay phải, ép sát vào chân phải. Nghiêng người xuống, ép tay trái sát vào tay của mình. Rút cái phần rốn của mình lại, đổ sâu người xuống. Giữ lại ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Hít, nâng hai tay lên. Thở hạ về. Đóng cái chân trái của mình lại, mở cái chân phải của mình, đổ bên ha. Rồi tấn đùi phải sang bên phải, gối phải hông, hai hông của mình và gót chân trái trên một đường thẳng. Dang tay ngang, mắt nhìn về bên phía tay phải của mình ạ. Mở căng con ngươi lên, căng nữa đi ạ, căng nữa. Ánh mắt của mình tinh anh và sắc sảo, nhìn vào một điểm cố định. Rút cơ bụng, thở đều. Thở vào, thở ra, các kết hợp siết cơ bụng. 5, 4, 3, 2, 1. Thở hạ tay trái, ép sát hông. Hít nâng tay phải của mình lên hướng trần nhà. Thở ép người sau xuống bên phía bên trái. Đánh mặt nhìn hướng trần nhà, rút cơ bụng lại. 5, 4, 3, 2, 1. Hít nâng lên, thở hạ hai tay xuống, đóng mũi chân phải của mình. Rồi đưa hai gót về, khép hai chân của mình lại. Hai chân của mình khép lại, hít hai tay đang lại qua đầu. Ưỡn hết ngực, rút rốn, thở nghiêng qua bên phải. Giữ lại, nghiêng qua bên phải, giữ mức sâu nhất của mình. Rút cái phần rốn lại, giữ lại. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1, chậm rãi lên thẳng, hít vào, thở đều, hít vào, mình đổi bên luôn, thở nghiêng lường sang bên trái mức sâu nhất của mình, nghiêng theo cái khả năng của mình ha. Rồi xiết cái phần rốn của mình á, rút cái phần rốn của mình vào đi ạ. Thở vào thở ra nhịp nhàng, giữ thế vẫn hít thở đều. Chị Lê Thanh ở phòng 01, chị đưa cái hông về giúp em một chút xíu. Đúng rồi chị, rút đứng bằng trọng tâm của mình, đứng trên hai chân, mình nghiêng được bao nhiêu mình nghiêng ha, không có đẩy hông về bên nào hết á. Chị căng cái phần lưng mình mềm dẻo bao nhiêu thì nó xuống bấy nhiêu. Rồi lên thẳng, lên thẳng, rồi thở ra tách hai tay dang ngang của mình, thở chậm chậm, lòng bàn tay hướng xuống dưới sàn, thật chậm thật chậm, nhắm mắt lại thật chậm, xuống chậm chậm, đến khi nào hai tay buông theo thân, mềm rũ đôi bờ vai xuống các ngón tay của mình, thư giãn ở đây. Thở vào rút rốn lại nha, đừng đổ thân người của mình về phía trước, rút lại ấn nó ra sau. Thở ra, thở vào, thở ra nhịp nhàng ở tư thế này, thư giãn nha. Thở vào, thở ra. Mời cả nhà mình ngồi xuống về tư thế cái bàn ngửa, ngồi co hai gối, tay của mình ra sau, xòe hết bàn tay của mình đưa ra sau. Rồi rút cái phần lực nó nằm ở cái ngón tay cái của mình ha, rút cái phần rốn của mình lại, nâng cái phần hông lên, hít hạ mông xuống, thở bắt đầu, hít nâng lên, thở rút rốn hạ, hít rút rốn nâng hông lên vươn cằm, thở hạ, hít hai, ai lớn tuổi chỉ còn nhấc lên chút xíu cho em cũng được, thở hít ba, ai mềm dẻo lên cao, ai mềm dẻo chút xíu cũng được, thở hít năm, lên giữ lại, lên giữ ha, đúng rồi, hơi vươn cằm lên thôi, rút chủ yếu là rút cái phần bụng á, cái phần bụng á, để nâng cái hông của mình lên cho nó bằng với cái vai và cái gối. 5 4 3 2 1, thôi hạ xuống, hít thở đều, chúng ta co hai gối ra sau, quỳ ngồi về gót chân, hai bàn tay của mình đan lại với nhau, nhoài người về phía trước một điểm cố định, ấn hai cái chỏ tay của mình xuống sao cho nó vững chắc, giống như cái kiềng ba chân này, ấn hai cái chỏ xuống. Rồi hít nhoài người của mình lên, lùi hai gối của mình ra sau, nhón gót của mình ký mũi chân, nhấc cái thân người của mình lên về tư thế cá heo, rút bụng lại, nhón gót lên, giữ lại ha, đầu không cúi không ngẩng, nhọn cái phần mông lên, lực nó nằm ở cái phần chỏ tay, siết cái cơ bụng lại, nhọn cái phần mông lên. 10, siết mông nha, cái tư thế này nhỏ mông lắm á, nếu mà các chị tập trung siết là phần rốn nè. 4, nãy đếm 10 hả, đếm 10 lại nha, 10 9 8 7, siết nữa đi ạ, 6 5 4 3 2 1, thở hạ gối, lùi mông về gót, bắt hai tay của mình ra, rồi từ từ hạ thân người của mình xuống sao cho cái trán của mình chạm sàn. Rồi mình đưa ý vào mông, đưa mông sát vào gót chân luôn, nhấc đầu lên một chút xíu, đặt cái trán xuống làm sao cho mình thoải mái cái cổ, hai tay của mình nhấc lên, co lại, ngón cái và ngón trỏ của mình chạm lại với nhau, hai ngón chân cái của mình chạm lại với nhau, mình thư giãn ở tư thế này. Thở vào, thở ra. Tìm một cái điểm ngay cái trán của mình á, mình đặt xuống ở đó, rồi mình đặt cái ý thức của mình á vào giữa cái trán. Sau khi mình đặt cái ý vào, mình đặt sâu vào bên trong cái lớp vỏ não của mình.
phát triển luân xa cao nhất, luân xa vương miện là nơi phát triển trí tuệ của mình đó ạ. Tịnh nó sinh tuệ đó, chị nghe câu đó không? Đây là lúc mình tịnh nè, mình tập trung vào một điểm là mình tịnh nè. Rồi khi mình tịnh, mình lắng xuống thì mình sẽ sinh tuệ. Và mình thư giãn cái vùng đó, mình đưa cái ý thức vào, thở vào mình mỉm cười, thở ra mình mỉm cười, thở ra vào mình cười. Đưa cái mông, hạ cái mông xuống. Chị Lê Hạnh 01, đưa mông xuống, từ từ đi chị. Từ từ rồi mình hãy chuyển thế từ từ. Em muốn cả nhà mình giữ cái thế thư giãn này. Thứ nhất là mình được thư giãn nè. Thứ hai mình tác động sâu vào ở mình cái luân xa số 6 của mình. Bởi vì cái luân xa này nó rất là khó tác động vào bên trong. Nếu như chúng ta không tác ý, chúng ta không có một cái tác động nào ở trong đó, vào nơi đó. Cái việc thời gian để em canh cho. Các chị thư giãn đi. Thở vào thở ra thôi, đúng không ạ? Mình loay hoay mình làm nhiều việc nó dễ, chứ mình còn mình ngừng lại á, mình làm một cái tư thế này để mình quan sát mình á, thật sự mình thấy đơn giản nhưng mà nó khó, nó khó khi mình khó tập trung á. Đây cũng tăng được cái tính tập trung của mình nè. Rồi từ từ đan hai tay lại, ép sát vào đầu của mình, di chuyển, chuẩn bị mình chuyển thế và tư thế con thỏ ạ. Từ từ nhấc cái mông của mình lên cao và đưa đỉnh trút ngược cái đỉnh đầu mình xuống theo khả năng của mình ha. Đúng rồi, em thấy một số anh chị bắt đầu di chuyển rồi, giỏi, tốt lắm ạ. Nhấc cái phần mông của mình lên theo khả năng của mình. Đúng rồi, ngoại lưu ly phòng, ở phòng 22 nè, ngoại giỏi đó, đúng rồi đó. Ngoại thở vào thở ra giúp con nghe. Siết phần bụng của mình lại. Thở vào thở ra nhịp nhàng, đưa máu về não, giúp nuôi dưỡng các tế bào, các neuron thần kinh của mình, giúp mình ngủ ngon giấc hơn, giúp mình ngủ sâu hơn. Và điều tuyệt vời ở đây là thư giãn trong từng cái thế tập. Không còn tập khó, chỉ còn tập đơn giản, nhưng mà sao cho mình mỗi từng cái tư thế, mỗi từng cái sự chuyển động của mình đều mình ý thức mình làm cái việc đó, và mình làm cái việc đó trong cái sự thư giãn à. Hoàn toàn là thư giãn. Rồi, từ từ nâng thân người của mình lên chậm rãi đến khi nào đưa cơ thể của mình về tư thế quỳ ngồi. Thư giãn ở tư thế quỳ ngồi, đặt hai tay lên gối. Căng khẽ môi của mình ra, buông lỏng đôi bờ vai, buông xuôi xuống hai cẳng tay và đến các ngón tay. Hai ngón cái ở sau của mình chạm lại với nhau, rút cái phần rốn, lùi cái phần lưng của mình ra, cách sườn vô hình, nâng cái xương ức của mình lên, hơi vương cằm lên một chút xíu. Thở vào, mỉm cười. Thở ra, mình mỉm cười. Thở vào, mỉm cười. Thở ra, mỉm cười. Thở vào. Thở ra. Rồi, em mời cả nhà duỗi hai chân về tới trước. Mình co gối trái, nghiêng người sang phải, mình nằm xuống và tư thế Savasana là cái tư thế thư giãn. Là tư thế xác chết á. Vì sao co gọi là cái tên này á? Bởi vì cái tư thế xác chết là thực sự là buông lỏng, hoàn toàn là thư giãn. Đúng không ạ? Đây là cái tư thế đỉnh, tư thế vua trong cái buổi tập, và cũng để kết thúc với cái buổi tập của mình luôn ạ. Mời cả nhà của mình buông lỏng toàn thân, ngã hai mũi chân ra ngoài, hai tay xuôi theo thân, tay cách hông một gang tay, cầm hơi hướng về ngực,
dán toàn bộ thân người của mình xuống ở dưới sàn nhà, trải dài cơ thể của mình xuống ha, rồi thả lỏng cơ thể của mình từ gót chân lên đến đỉnh đầu, từ đỉnh đầu xuống gót chân, buông lỏng toàn bộ cơ thể của mình. Hãy tưởng tượng cơ thể của mình đang được nhẹ trôi, nhẹ trôi, nhẹ trôi, đang bồng bềnh, bồng bềnh, bồng bềnh trên mặt nước. Hãy để mặt cơ thể của mình trong cái sự trôi bồng bềnh, bồng bềnh, bồng bềnh, và cảm nhận làn nước mát làm xoa dịu tâm trí và cơ thể của mình trong lúc này. Đưa ý thức của mình chìm sâu, chìm sâu, chìm sâu vào trạng thái buông lỏng, ở trạng thái buông thư. Lúc này không có gồng nữa. Đưa ý thức vào các ngón chân. Các ngón chân của tôi mềm ra, tan chảy ra. Tôi di chuyển ý thức về lòng bàn chân, gót chân, mắt cá chân. Cổ chân của tôi hoàn toàn được thư giãn. Tôi di chuyển ý thức của mình về bắp chân, khớp gối, cơ đùi, khớp háng, và cơ mông của tôi đang hoàn toàn thư giãn. Tôi đưa ý thức của mình về sâu và các cơ quan nội tạng. Tôi thư giãn tim, gan, phổi, thận, và bao tử của tôi lúc này đang được hoàn toàn thư giãn. Tôi thư giãn các ngón tay, lòng bàn tay, cổ tay, chỏ tay, bắp tay và hai bờ vai lên tới 7 đốt sống cổ của tôi đang được hoàn toàn thư giãn. Tôi di chuyển ý thức của mình lên đỉnh đầu, liền đỉnh đầu và các chân tóc của tôi đang được mềm ra, đang được thư giãn. Tôi thư giãn phần trán, đôi lông mày, mi mắt, chóp mũi, gò má, cằm và khóe môi của tôi đang được hoàn toàn ở trạng thái buông thư. Môi tôi đặt nhẹ nụ cười. Lúc này đây tôi cảm nhận trọng lượng cơ thể của tôi đang nhẹ trôi, nhẹ trôi, nhẹ trôi trên sàn nhà, trên mặt đất. Hãy tưởng tượng mặt đất như lòng đất mẹ đang ôm ấp, đang vỗ về, đang nuôi dưỡng thân và tâm của tôi lúc này. Cơ thể của tôi, hơi thở, cả thân và tâm đang hòa quyện lại làm một, thành một thể đồng nhất, không có sự chi phối. Thân ở nơi nào là tâm ở nơi đó. Lúc này là chúng ta biết là chúng ta đang tỉnh thức cả. Thở vào nhịp nhàng, thở ra nhịp nhàng, thư thái. Hãy cảm nhận khi hơi thở vào, mình đưa một luồng năng lượng mới từ vũ trụ
len lỏi sâu vào các tế bào bên trong của chúng ta, làm tươi mới lại các tế bào. Và thở dài ra, mình cảm nhận cái sự khỏe nhẹ ở bên trong. Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào và tôi đang mỉm cười với hơi thở của tôi. Và thở ra, tôi biết tôi đang thở ra và tôi cũng đang mỉm cười với hơi thở của tôi. Nhẹ nhàng cử động các ngón tay, cử động các ngón chân, nắm bàn tay lại, xòe căng các ngón tay, nắm chặt, xòe căng, nắm chặt, xòe căng. Co gối trái nghiêng người sang phải, mời cả nhà của mình ngồi vào tư thế thoải mái nhất. Hai tay của mình thủ ấn Shimura đặt lên gối, điều hòa hơi thở của mình, điều hòa huyết áp và tim mạch của mình trong một vài giây trước khi chúng ta kết thúc buổi tập. Rút bụng lại, ấn nhẹ cái phần cột sống, mở vai, nâng ngực của mình lên, thở vào, thở ra. Đừng quên nụ cười của mình vẫn còn giữ lại trên môi ạ. Thở vào, thở ra. Chúng ta cùng nhau thực hiện 3 tiếng om để kết nối năng lượng lại với nhau ạ. Nhẹ nhàng hai tay chắp trước ngực, cầm hơi hướng về ngực. Hít vào. Om. Hít vào. Hít vào. Cầm hướng về ngực, thở vào, thở ra, điều hòa hơi thở của mình lại. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti có nghĩa là cầu bình an. Tôi cầu bình an cho bản thân, tôi cầu bình an cho những người thân yêu trong gia đình, và tôi cầu bình an cho tất cả mọi người trên thế giới đều vượt qua đại dịch này. Namaste. Cả nhà mình xoa nóng với lòng bàn tay đi ạ. Xoa nóng với lòng bàn tay. Đặt cái ý của mình vào lòng bàn tay xoa. Rồi thấy nóng rồi đúng không ạ? Áp lên mắt. Rồi vuốt nhẹ từ trong hốc mắt ra đuôi mắt. Rất là nhẹ nhàng, nâng niu và yêu thương, gửi năng lượng yêu thương của mình á. Đưa vào hốc mắt rồi kéo nhẹ, vuốt nhẹ liên tục như vậy. Mình yêu các con của mình như thế nào thì mình cũng yêu đôi mắt của mình như vậy ạ. Đúng rồi, nó giúp cho mình mỗi ngày mình nhìn được rất là nhiều thứ xung quanh của mình, nhìn ra ngoài cả thế giới luôn ạ. Rồi mình vuốt xoa nóng hai bên cánh mũi, dùng hai ngón tay cái và ngón tay giữa mình đặt vào hai bên cái cánh mũi, đẩy vuốt lên và kéo xuống liên tục để giúp ấm nóng cái vùng xoang mũi. Những anh chị nào mà có vấn đề bị xoang mũi, mình có thể làm cái động tác này một ngày bao nhiêu lần cũng được ha. Tại vì khi mình bị xoang có nghĩa là bên trong mình bị lạnh á, mình bị âm hàn bên trong mình mới bị xoang, thì cái động tác này là giúp ấm nóng, và hai cái đó nó khác nhau à. Khi mình ấm nóng lên là mình cân bằng lại, là mình giảm thiểu được cái tình trạng viêm xoang. Rồi xoa lên trán, xoa bên hai xương hàm, vuốt xuống dưới cằm rồi đẩy lên lại, vuốt liên tục, massage liên tục và gửi năng lượng yêu thương vào khuôn mặt của mình, và cảm nhận khuôn mặt của mình lúc này tươi tắn hơn, tràn đầy năng lượng hơn, da mình hồng hào hơn. Rồi dùng ngón cái và cái ngón trỏ của mình á kẹp vào cái vành tay, rồi xoa nóng vành tay, kéo lên kéo xuống.
Rồi, cả nhà mình lấy tay phải đặt vào cái cổ của mình ở sau gáy, vuốt qua vuốt lại, kéo qua kéo lại, làm ấm nóng cái vùng gáy của mình, giúp máu huyết của mình lưu thông được tốt hơn. Các anh chị đừng có vội 5 phút cuối nha. 5 phút cuối là thư giãn nè, là mình nãy giờ mình tập nó căng rồi đó, mình thư giãn, mình massage cho cơ thể của mình nó ở cái trạng thái relax, không có vội gì là 1 phút hơn 5 phút. Rồi xoa nóng cái cánh tay của mình, lấy tay này xoa tay kia. Đây là cái giây phút có phải là mình đang quay về chăm sóc thân và tâm của mình không ạ? Chứ mấy khi nếu mà mình không có cùng ngồi với nhau như thế này nè, không có truyền năng lượng cho nhau á, mình cũng không có động lực để mình chăm sóc cái cơ thể của mình đâu ạ. Nên là mình hãy trân quý những cái giây phút này chúng ta có mặt cho nhau, dành cho nhau ạ. Rồi chúng ta đặt hai tay của mình ra sau, từ ở trên cái thắt ngực vuốt xuống thắt lưng, vuốt xuống. À, thấy đã luôn không ạ? Rồi mình đổ nhẹ, mát ra, đổ nhẹ. Rồi vỗ hai cái gối của mình. Rồi, namaste. À, Lưu Vy xin cảm ơn cả nhà mình với cái sự có mặt cho nhau của buổi tối ngày hôm nay ạ. Kính chúc cả nhà mình một buổi tối an lạc ạ. Namaste.